Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, xin chào anh em nha. Yeah, anh em nào có chơi cái hoạt động tiên đảo bồng lai không? Ở trong server mình thì cực kỳ là đông vui luôn. Và hiện tại một mình bang của mình đang chống lại cả đống mafia anh em ạ. Xung quanh là thiên giáo, thiên ma, đủ các thể loại luôn. Đây này, trời ơi, chúng nó gắn tên lửa đi, cái gì đấy? What? Cái gì đấy? Gắn tên lửa vào đít rồi, thôi xong rồi anh em ơi, căng đét đèn đèn luôn. Ngày hôm nay thì bang của mình bị xâm chiếm hết mấy cái mỏ đá này, và tất cả các bang còn lại thì đều gắn tên lửa vào đít đập One Piece. Chắc chắn là anh em này phải ghen tị với One Piece bên mình, bởi vì là bên mình đã tìm ra kho báu. Thế là quay ra để cướp đây. 1, 2, 3, 4. Ôi dồi ôi, 4 người thủ à? Mà mình cũng đang phòng thủ mà. Khiếp, đội tấn công tận 14 đứa liền. Đội phòng ngự của mình thì à đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, cộng với lại mấy trăm con tê giác nữa anh em ạ. Ủ cái thành này chứ không thì toàn lắm. Bên thiên ma vẫn đang tiếp tục là kéo quân đến đông như quân nguyên. Sợ thực sự. Nào, để xem kênh chat hoạt động như thế nào nào. Hôm qua cũng vui như vậy đó. Coi hay hơn phim chiếu rạp này. Tốn trà quá, ai còn trà cho xin cốc đây. Thốn thực sự anh em ạ. Để mà thủ được cái này thì mình đã phải nhịn tinh lực từ sáng đến tối nay. Từ lúc trưa đã thấy căng thẳng rồi. Tất cả các mỏ này thì anh em bung lụa cực kỳ nhiều linh lực. Thế thành ra là bên mình nhất quyết là phải giữ lại linh lực vào buổi tối lúc 7 giờ. Khi mà cái vòng bảo vệ này nó mở ra, tập trung thủ thành, không là mất luôn cái thành anh em ạ. Còn đúng cái nịt ra mấy ngọn núi bên này ở thì làm gì có cây mà chặt đâu anh em. Nhớ anh em cứ chê quà trong này, nhưng mà mình thấy quà trong này cũng ok đấy chứ. Mỗi tội là hoạt động này hơi mất thời gian tí thôi, nhưng mà nó vui anh em ạ. Ủa, cái bà la sát bà đấy hết xăng đấy sao nhỉ? Tên lửa không thể phóng nữa ta. Nói chung là nếu như bang mình mà đấy, vừa nói xong thì cái bà la sát này bà lại bay đến nơi rồi. Bang anh em nào mà yếu giống như bang mình, hoặc là bị hội đồng giống như bang mình luôn, thì cứ tích linh lực lại để mà thủ cái thành này lúc buổi tối 7 giờ là được nha. Đừng bung lụa mà xả hết mấy cái mỏ nhỏ này là đi tranh cướp, là đến lúc tối là không có gì mà thủ thành đâu. Cái gì đây? Hôm nay quay đầu rồi. Quay đầu là bờ, đúng. Ông ơi, về đây, nhận được điểm thành tựu đấy anh em ơi. Có thêm 150 cái người linh thạch. Thôi, bắt buộc là mình sẽ phải xả đến cái tiên ngọc này thôi anh em ạ. Mua mắc luôn. Từ từ, mua vừa thôi anh em ạ. Để xem là như thế nào đã. Tình hình nếu như thiếu thì mình mua thêm, thừa thì hơi phí. Rồi, tiếp tục vào hoạt động nào. 300 quả. Lại có thêm linh lực ngay. Bổ sung. Tiếp tục thủ anh em ạ. Vào phòng thủ. Đấy, bà la sát này 5 liên thắng đến nơi. Nói chung là server mình có quả drama khủng khiếp lắm. Bởi vì là bên server mình có một ông bị game chơi anh em ạ. Đấy, cái là bên mình thủ khá là dẻo nha. Mặc dù là chỉ có ít thành viên thôi, nhưng mà cũng rất là đoàn kết. Cho nên là thủ đến tầm này mấy chục phút rồi mà vẫn 500 trên 500. Wow, được cái chứ. Cộng một respect cho anh em OP nha. Ủa, cái gì đây? Đi đâu ấy? Bạn ơi, ở lại thủ đây. Đi đâu ấy? Ai tấn công luôn. Được quá nhờ. Chịu ông Gen Z đấy. Đi đâu đấy? Thủ ấy. Ok à? Tấn công luôn à? Cho với. Ok à? Không đủ linh lực á hả? Ảo thật đấy, mình con mà. Đây, bổ sung linh lực ngay. Ây giấy. Còn chứ. Nhưng mà đội thủ nào lại đi hết này. Còn mỗi mình thủ à? Thôi, cho mấy anh em đi tấn công nhà mình ở nhà thủ. Wow, thề vui vãi cả trưởng luôn anh em ơi. All in vậy mà không lủng. OP thủ ghê thật. Ui giời ơi, còn phải nơi bạn ơi. Đấy, bạn qua luôn OP đi. À không, bạn khác server mình thôi. Bye bye bạn. Wow, Gen Z chạy rồi. Đang đi tấn công được một lúc nào về đấy Gen Z ơi. Ôi, không sao, về thủ đi. Tập trung thủ nhà đi cho nó dẻo đi anh em ơi. Thật ra chơi game thì mình thấy những cái hoạt động kiểu như thế này là vui nhất anh em nhé. Bởi vì lúc này mới thể hiện là tinh thần đoàn kết của những anh em trong bang này. Người thủ, người công phối hợp làm sao nó phải thật nhuần nhuyễn anh em ạ. Quan trọng mình thấy chơi game là phải đoàn kết, là phải vui. Chứ còn đừng như cái ông này ở server mình chuyên đi gây gua, kích bác, khinh thường anh em khác. Như thế nó không hay anh em ạ. Như thế là bị game chơi đấy. Ô, bang mình chiếm được một mỏ này. Được nhở anh em, ok đấy. Rồi, tiếp tục là chiếm bên này đúng không? Opapo cũng có quả cosplay giống mình này. Ok, tình hình nhà mình là thủ được này. Bây giờ thì mình sẽ vào đây để phòng thủ nha anh em ơi. Đấy, bắt đầu di chuyển để phòng thủ đỡ anh em ở những cái mỏ lân cận nha. Ok. Bắt đầu di chuyển thôi. Ủa, nhà con ai thủ vậy? Con. Ok nha, nếu như mà thấy khó quá này anh em lại ping lên để về để thủ nha. Rồi, một số anh em thì đang tấn công cái mỏ ở đây. Ờ ha, cũng được ta.
Rồi chờ mình chút xíu nha, mình xuống viện trợ. Nhưng mà anh em ở đây thì cũng đang xuống khá nhiều rồi nên là thôi, có lẽ là mình phải xuống đây mình thủ thì hợp lý hơn này. Các bạn đang kéo đến đây khá là đông, mình thủ nốt cái turn này sau đó mình sẽ xuống dưới. Cố lên anh em ơi. Anh em bắt đầu rời nhà đi phòng thủ những mỏ lân cận rồi. Đấy, đầu tiên là chỉ có một cái khu vực thành của mình thôi. Nhưng dần dần lên thì khi team bạn các bạn kia bắt đầu bị hết linh lực là bên mình cũng có thể là mở rộng ra được một chút, chiếm thêm một số những mỏ lân cận đây là hợp lý liền. Phòng thủ phản công nhịp nhàng anh em ạ. Đấy, anh em thấy không, sau khi phòng thủ thành công cái bọn mình mở rộng được mấy cái mỏ lân cận đây là các bang khác chán ngay, không thèm đánh vào cái thành chính của mình nữa. Hợp lý luôn này. Ok, turn tiếp theo vẫn đang xuống, mình vẫn phải tiếp tục phòng ngự ở đây thôi. Ở đây hiện tại là chỉ có hai thành viên. bên kia thì đang kéo xuống khá đông. Mỏ này khó chiếm thế cả. Vẫn còn 68 trên 150. Căng nhé. Ok luôn. Các bang bắt đầu rút về anh em nhé. Và bên mình đã có thể là mở chiếm thêm một số những cái mỏ mới. Wow, mỏ này vẫn chưa chiếm được này. Có khi mình phải xuống để giúp đỡ anh em thôi. Nhưng mà một số anh em khác thì cũng đang phải ra đây để phòng ngự rồi. Ui dồi ôi, thôi xong rồi. Bà La Sát bà đến đây rồi thì thôi, tốt nhất là thủ ở đây cho nó an lành anh em ạ. Nhưng mà đấy, gắn tên lửa và đít vài phóng thì tôi nhanh lắm. Đấy, vừa nói xong bàn lại liên thắng rồi. Sợ thật. Ok luôn, khách đến nhà phải tiếp đón thôi. Đây, anh em nhìn thấy đội chiến đấu đang ở đây nhá. Ông kẹ, ông kẹ với chúng tôi này. Dính ngay, dính ngay. Khả năng cao là đi chiếm ở đây là hợp lý này anh em này. Rồi, tấn công thôi. Chứ còn phòng thủ ở kia thì cũng chưa bị lủng lắm. Nên là mình sẽ đi tấn công nha. Ok, anh đi chậm thế nhở. Nhanh lên, tăng tốc phát đi. Rồi, tăng phát nữa đi, 30 giây. Đấy, gắn tên lửa đít chạy cho nhanh tí. Ấy, anh em thấy không? À, anh em team mình đang tập trung vào để chiếm nốt cái mỏ này để có thể kiếm thêm điểm nha. Ở đây chỉ còn lại 64 trên 150 thôi. Mục luôn, mục luôn. Rồi, tới rồi anh em ơi. Tấn công xem nào. 64 trên 150. Đội chiến đấu. Wow, may quá. Vừa thắng được một thanh niên. Thanh niên này thì sao đây, cố lên. Ok à, hay quá. Double kill. Nhưng mà thôi, thanh niên này linh lực nhiều quá anh em ạ. Dính trưởng rồi, khả năng là phải về thôi. Hiện tại linh lực của mình vẫn còn 38.500. Được thêm 3 lượt múc nữa. Nếu như hết thì tiếp tục ra mua thêm 2 gói nữa vậy. Ok, thì đây là một ngày trong hoạt động tiên đảo bồng lai ở server của mình. Thì anh em như thế nào? Có vui không thì để lại comment ở bên dưới cho mình biết với nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.